Vừa qua, WHO đã chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại dịch COVID-19 sau hơn 3 năm. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, điều đó không có nghĩa là COVID-19 đã hết. Các biện pháp phòng chống dịch hiện nay vẫn cần được thực hiện phù hợp, nhất là việc tiêm chủng và các biện pháp bảo vệ nhóm có nguy cơ cao. Thực tế, thời gian gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng vẫn tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc COVID-19. Trong môi trường bệnh viện, nguy cơ dịch lây lan vẫn tiềm ẩn. Vì vậy, các bệnh viện vẫn luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19, đặc biệt là việc bảo vệ nhóm nguy cơ cao, người lớn tuổi, các trường hợp có bệnh nền. Tránh cái tình trạng là chủ quan, là người bệnh cần liên hệ với lại nhân viên y tế ở trạm y tế xã, phường hoặc là đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị. Khi mà không được theo dõi sát hay là người bệnh chủ quan hay là những đối tượng mà nguy cơ cao, bệnh có thể diễn biến. Trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận gần 8.000 ca mắc COVID-19. Mặc dù số ca bệnh đã giảm, nhưng COVID-19 vẫn là bệnh nguy hiểm. Để giảm tử vong, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với COVID-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh. Ở đây chúng tôi rất là lo ngại những cái đơn vị, ví dụ như là đơn vị hồi sức, đơn vị mà chạy thận, đơn vị mà có những bệnh nhân có những bệnh nền nặng đang điều trị ở bệnh viện, thì phải theo dõi, giám sát chặt chẽ để sớm phát hiện những ca bệnh để cách ly ra khỏi cái khu vực đó. Đến nay, vaccine phòng COVID-19 vẫn là tấm khiên vững chắc để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, sắp tới ngành y tế sẽ lồng ghép tiêm phòng vaccine COVID-19 vào chương trình tiêm chủng mở rộng, khuyến cáo người dân đi tiêm. Lồng ghép tiêm vaccine COVID-19 trong các cái buổi tiêm chủng thường xuyên này, và chúng ta kết hợp việc cung cấp dịch vụ tiêm chủng một cách thuận lợi, phương thức bảo quản cho đến các kỹ thuật thực hành tiêm chủng, cũng như là việc cung cấp vaccine từ tuyến quốc gia, tuyến khu vực đến tuyến tỉnh, tuyến huyện, thì chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực và cán bộ y tế sẵn sàng triển khai công tác này. Covid-19 vẫn chưa hết, do đó người dân cần chủ động phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn và tiêm vaccine phòng Covid-19 theo hướng dẫn.